phong trào cũng như sân chơi cho các anh em những cầu thủ yêu thích bóng đá vào mỗi thứ bảy chủ nhật hàng tuần sau những giờ làm việc căng thẳng. Hai đội lúc này đang bước ra sân để làm thủ tục một cuộc đối đầu được hứa hẹn sẽ là trận đấu tâm điểm ở vòng 2. Xin chào Việt Cường, xin chào những anh em đang theo dõi trực tiếp trận đấu này từ cabin. Trận đấu được trực tiếp trên các kênh sóng của Điện Biên. Xin chào tất cả những anh em đang theo dõi trực tiếp. Thì năm nay sẽ được đăng ký một cầu thủ cũng như sẽ được một cầu thủ ở nước A xuống thi đấu. Rõ ràng đã tạo ra được sự cân bằng khá lớn cho giải bóng đá hạng nhì của Điện Biên sân 7 năm 2020 và vẩy má ngoài của Văn Long. Thôi, tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ FC. Anh em B, người ghi bàn là cầu thủ vào số 8 Nguyễn Hà. Mới phút thứ 2 của trận đấu và đây sẽ là một trong những bàn thắng rất sớm ở giải hạng nhì năm nay. Đó là một thế trận cầm bóng tốt hơn đến từ đội bóng áo đỏ. Đường chuyền dài của Minh Sơn rất nguy hiểm. Tiếp tục là một tình huống tiếp cận bên bàn của Nguyễn Hà. Và xin chào anh Bùi Hề của Đình Quảng. Đúng rồi. Anh Thơm, tỷ số là 2-0 cho các cầu thủ FC anh em B. Quá dễ dàng. Tưởng chừng như sẽ một trận đấu căng thẳng tính cho đến thời điểm này, các cầu thủ FC anh em B với đường chuyền dài liên tục đã khiến cho hàng thủ phòng ngự của FC Long Phú phải bối rối. Và hai trong số đó đã được các cầu thủ áo đỏ cụ thể hóa bằng bàn thắng. Tỷ số là 2-0 cho FC anh em B. Cần phải có được sự tập trung hơn đến từ đội bóng áo vàng. Không nắng và rất khó cho các cầu thủ nếu thi đấu ở một cường độ tốc độ cao. Cơ hội, tỷ số là 3-0 và cú đúp của đội trưởng bên phía FC anh em B. Phút thứ 9 của trận đấu. Quá sâu sắc. Sự rơi dạng đến từ các cầu thủ FC Lộc Uống. Có lẽ một thời tiết sân khô trời nắng nóng khiến cho các cầu thủ FC Lộc Uống đang thi đấu khá rời rạc. Trong khi đó, với những cầu thủ có khả năng cầm bóng tốt, các cầu thủ FC NB đang kiểm soát lối chơi được theo ý của mình hơn. Thể thức thì hãy đặt câu hỏi ở bếp phủ Điện Biên để bình luận viên được trả lời những câu hỏi của anh em. Rất quyết liệt. Pha xử lý không tốt của Minh Sơn. Tình huống dứt điểm là của Đình Khoa, nhưng lần này thì thủ môn Văn Mạnh đang đứng ở một vị trí là khá dâm. Và một tình huống đội hình lên hết. Và phía sau lưng họ là Nguyễn Văn Long. Đánh đầu! Quá đáng tiếc cho các thủ hết rồi lòng lớn các bạn ơi. Một tình huống đánh đầu của Tôn Cô Xét, đội trưởng của FC Long Luống trước khi giải đấu. Và xuất hiện của Tấn Tít, một tình huống vỉa má ngoài không khác gì Ronaldinho của Barcelona. Như vậy là hiệp một của trận đấu đã kết lại sau đây câu tình huống thần của Hà Nội. Rất nguy hiểm của Duy Điền, vừa vào sân đã có một pha nổ người khác. Bắn rồi, bắn thay chân trái. Một Văn Mạnh vẫn đang làm chủ được tình hình, mặc dù vừa rồi đã có một tình huống bóng chạm chân. Wow. Như vậy là đã có bàn thắng cho các cầu thủ FC Long Uống. Người ghi bàn là Văn Thành. Tỷ số là 1-3 cho các cầu thủ FC Long Uống. Bây giờ thì thế trận có lẽ sẽ hay hơn với bàn thắng này, thì tinh thần của các cầu thủ FC Long Uống hy vọng là sẽ tốt hơn và sẽ thi đấu quyết tâm hơn. Văn Thành, một cầu thủ rất may mắn của FC Long Uống với một đôi giày màu đỏ. Chúng ta còn nhớ ở trận đấu trước thì chính Văn Thành là người đã bắt vào
để có một cú đệm bóng khiến cho hậu vệ của FC Trường Sa bối rối và nốt lưới. Ở trận đấu này, Văn Thành đã trực tiếp và rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho đội tuyển FC Long Luống. Vẫn tính đá hay nhưng và dứt điểm là rất căng của đá tuy nhiên không ngờ của vị trí quá xa bắt cánh rồi không được. Quân Duy Biên sau khi vào sân vẫn đang cho thấy sự chắc chắn của mình. Cả hai chân của Văn Thành có thể thấy các cầu thủ đã bị suy giảm thể lực là như thế nào trong một điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này. Và dứt điểm của Đinh Đức bắt lên tỷ số là 2-3 cho đội tuyển FC Long Luống. Và dứt điểm không xa của Đinh Đức của đội Văn Mạnh Quân làm chủ được tình hình và Quang Long đã đến ngay đó để có thể một bóng tặng hay rút ngắn tỷ số cho các cầu thủ FC Long Luống. Đúng lúc này thì trọng tài Vũ Hoàng đã đổi còi kết thúc trận đấu. Trận đấu đã khép lại với chiến thắng 3-2 dành cho các cầu thủ FC Anh Em B.